Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc microphone đến từ thương hiệu Audio Technica. Chiếc này là chiếc 4060 Top. À, chiếc mic này là một chiếc mic rất là nổi tiếng của hãng có thể nói là nó làm nên cái tên tuổi của hãng luôn đấy, cái dòng 4X là là cực kỳ nổi tiếng luôn, cái tầm từ bắt đầu 40, 40, 4033, 4050 rồi 4047, 4080, 4060, đó, cái hàng dòng các dòng AT đầu 4 này cực kỳ là là ngon luôn và nổi tiếng luôn tầm khoảng 15 năm trước ấy, ở Việt Nam mình các phòng thu chỉ dùng AT thôi. Audio Technica thôi. Cái thời điểm khoảng những năm 2010 thì phòng thu nào mà có 4040 hay là 4050 là cực kỳ xịn rồi đấy. Cái ngày đấy thì 2020 này cũng là nhiều này người dùng rồi này. 2050 rồi 2035 đấy ví dụ thế nhưng mà ai mà có tiền mà mua được 4040 là quá ngon phòng thu nào cũng gọi là muốn sở hữu được chiếc 4040 nhưng mà cái giá trị thời điểm đấy phòng thu âm một bài nó nó rất là ít đấy ít tiền đấy nên là thành ra là thành ra là anh em đầu tư nó cũng khó lắm vật giá thời điểm đấy nó đang tức là cái tiền cái đấy nó đang giá trị Đấy. 5.000 tầm 5.000 à năm 2010, 2009, 2009 thì thì chỉ có 50.000 cân thịt. Đấy, bốn bốn mấy. Bây giờ nó lên trăm mấy rồi đúng không? Ờ à, chiếc mic uh, 4060 này này, nó dùng túp đấy. Và bên trong ấy cái màng của nó nó được làm gia công rất là kỹ lưỡng. Ờ à, hãng nói là nó màng là nó làm màng chắn bằng vàng dày 2 micron và nó đã được thử nghiệm và trải qua cái quá trình lão hóa cái cái quá trình lão hóa 5 bước đó để thu được đặc tính tối ưu không đổi qua nhiều năm sử dụng. Đấy, nguyên văn ở trên hãng nói như thế. Nhưng mà công nhận là bọn này bọn AT này cực kỳ bền thật. Nó rất ít khi bảo bị ẩm yếu nhá. Ví dụ các bạn dùng các cái thương hiệu khác ấy, rất dễ ẩm dụ như cái rốt hay là gì gì đấy. đấy thì nó rất dễ là bị ẩm nhưng mà at này các bạn cứ vứt ở trong phòng thu cả tháng cắm mà thu vẫn bình thường đấy nên là dòng uh, technica này nó cực kỳ bền luôn căn bản là nó cũng của nhật nữa thành ra là nó ở gần với mình ấy, nên là cái khí hậu nó cũng gần giống nó phát triển cho châu á mình nó hợp còn những cái micro đến từ châu Âu ấy thì cái âm thanh mình không nói nhưng mà về cái cấu tạo ấy, thì nó phù hợp với lại châu Âu, châu Mỹ hơn. Thành ra bên đấy nó là kiểu lạnh khô ấy, nên là cái micro cái micro nó không cần phải quá là cầu kỳ về mặt uh, thời tiết. Nhưng mà ở châu Á mình thì lại cần, đấy, nhất là những cái nước mà uh, nhiệt đới như mình rất là ẩm thì những cái mic của Nhật này đây, Made in Japan này Những cái mic của Nhật này thì cực kỳ là là bà đạo Chiếc mic này thì cũng chỉ là đơn hướng thôi nhá Chứ không phải là mic đa hướng Không có nhiều hướng đâu, các bạn không thể dùng nữa Nhưng mà hầu như những cái micro mà đắt tiền ấy, Thì nó đều chỉ có một hướng thôi Có một số mic, à vẫn có một số mic nhiều hướng Tại vì những cái hướng khác ấy, cái âm thanh nó cũng đâu có giống cái hướng chính diện đâu. Ví dụ mà bảo là nó làm hai mặt uh, để thu được xít chẳng hạn Thì các bạn hát mặt trước này Nó sẽ khác với mặt sau Đấy nó không giống nhau đâu Nó sẽ khác nhau Tại vì người ta không thể làm hai cái mặt giống hệt nhau được Vì khi đấy thì cái chi phí nó rất, rất là cao Ngang với lại mua hai cái mic rồi Đấy kiểu thế Nên là micro kể cả đắt thế Người ta thông thường người ta chỉ làm một mặt thôi Hay là kể cả những có những cái mic Có thể thu được đa hướng Thu được xung quanh ấy, nhưng mà cái tiếng nó nghe cực kỳ buồn cười các bạn sẽ không thể chấp nhận được cái tiếng ấy đâu do đó là các bạn cần nhiều nhiều người hát thì phải cắm nhiều mic thôi chứ còn cắm một mic xong bật chế độ thu đa hướng thì vứt đi luôn không thể dùng được thậm chí là các bạn để một hướng này và các bạn để cái mic xa ra các bạn thu tập thể đứng phía trước đứng hơi vòng vòng đứng phía trước hát đấy nó còn hay hơn chứ còn bật sang chế độ đa hướng không thể thu được cái âm thanh nó cực kỳ tệ luôn rồi, nói tiếp về cái micro này. Còn nó có cái 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 uh, capsule bên trong này rất là xịn nhá. Và bên trong này bên trong thì dùng uh, cái túp được chọn thủ công thử nghiệm riêng lẻ này và để chọn được cái hiệu suất cao nhất cho cái micro này. Và nó có đi theo một cái nguồn nữa, các bạn có thể nhìn trên hình. Nguồn đấy có tên luôn là AT8560 và trong hộp thì sẽ đi theo một cái shock Mao nữa cái mic này nó sẽ có cái frequency là từ 20Hz 20 Hz đến 20.000 Hz, đa số các micro đều thế đúng không? Độ nhạy là trừ 34 dB, còn mức uh, cái SPL của nó lên đến tận 150 dB, rất là cao đúng không? 150, có nghĩa là các bạn có thể thu được những cái tín hiệu nhỏ nhất đấy mà vẫn rõ ràng, không bị noi đấy, đây là những cái micro mà tốt ấy nó sẽ có cái SPL rất là cao, hay là cái loa tốt chẳng hạn thế là cái micro tốt ấy, thì các bạn sẽ để ý cái 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 FPL nó không phải là tất cả nhưng mà nó là một phần trong nó là một phần cấu thành trong cái cái hiệu suất của cái thiết bị đấy ví dụ mà những cái micro mà cái SPL nó thấp ấy, đấy các bạn thu những tín hiệu nhỏ các bạn phải kích gain lên đúng không kích gain lên thì bắt đầu nó sẽ bắt đầu có nhiều noi đấy nhưng những cái micro mà nó có cái SPL cao ấy, thu những tín hiệu nhỏ nhưng khi bạn kích kích gain lên ấy nó vẫn thu được rất là cực kỳ sắc nét mà không có noi mà tức là cái cái nồi nó nó sẽ ở mức nhỏ nhất hạn chế nhất à, chiếc micro này thì uh, nó có âm thanh tương đối là khá là cổ điển ấm áp và cái giải cao nó rất là mịn chứ nó không bị xé toạc ra đâu các cái mic uh, rẻ rẻ tiền ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hạng nó sẽ bút cái tần trầm và cái tần cao lên Đó, nhưng mà nó sẽ không giữ được cái nguyên trạng khi mà ví dụ mà người hát mà hơi hát lớn một tí hay những cái giọng mà nó xước một chút ấy thì cái cái tín hiệu nó sẽ bị xé ra, nghe rất là khó chịu. Đấy, nghe nó cứng, nó thô. Nhưng mà những cái mic mà tốt ấy thì khi mà các bạn hát lớn và những cái giọng có nó có phần phần hai xấu ấy. nhưng mà ở cái những cái mic như dạng như này nó sẽ làm cho cái tiếng giải cao rất là mịn. Đấy. Cái ấm cái cái giải trầm ấy nó cực kỳ là ấm áp nhưng mà nó không phải là bị kiểu như là bị um, bị 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 bị, bị, bị lâu nhiều ấy nó chỉ là ấm áp nó nâng về cái phần phần lâu nó nó đầy đạn nó đầy đạn ấm áp lên đấy, kiểu thế và cái chi tiết được thể hiện rất là tinh tế sắc nét rõ ràng mic này là một mic tạo nên tên tuổi của Audio Technica đấy chứ không phải là bình thường đâu. Nó được rất nhiều các cái phòng thu trên toàn thế giới yêu thích và sử dụng. Tất nhiên là bây giờ nó có nhiều cái thương hiệu và những cái mic đắt tiền khác. Thì người ta sẽ những cái phòng mà lớn thì họ sẽ dùng những cái mic đấy nhưng mà những cái mic mà tầm 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 chung như này này Mic này bây giờ thì nó có giá là 2.000 đô nhé Tức là giao động khoảng độ 50 triệu Trong cái tầm này thì cái mic này là một mic cực kỳ là ngon Nó có cái kích thước tương đối là dài To thì không to nhưng mà dài Đây mình có thể so sánh với một cái mic khác của AT này Đây chúng ta sẽ có một chiếc 4033 đấy các bạn thấy chưa nó dài hơn rất là nhiều đúng không? độ to thì nó vẫn như nhau thôi nhưng mà nó nó dài hơn, đấy, nó dài hơn đáng kể luôn. Đấy. <laughs> đúng là hai anh em luôn. cái dòng sản phẩm uh, 40 này hầu như chiếc bích nào cũng nổi tiếng, chiếc bích nào cũng hay. đấy, từ 4040 nhé là cho tầm giá rẻ rẻ hoặc hay là 4033, sau hơn một tí thì có 4050, đấy. 4050 thì lại có một cái mix rất hay đấy là 4047 đấy, cực kỳ hay 4050 thì đa hướng như 4047 là đơn hướng Nhà trước 4047 nó hay lắm Mình ngày xưa mình cũng dùng 4047 một thời gian Rồi là gì? 4080 4080 là một chiếc ở ở cái band Dream Theater ấy Sử dụng cái mic 4080 để, để thu đấy Đây các bạn có thể nhìn trên hình cái cái mic này rất là dị ở Việt Nam mình hình như là không có cái nào. Trước mình định nhập một cái về rồi đấy, nhưng mà sau lại thôi tại vì mình đang có nhiều AT quá nên mình không nhập nữa. Đó, thì có những cái mic mà rất là hiếm trên thị trường đó là 4047, 4080. Đó. Còn uh, những cái mic mà cao hơn của của Audio Technica này thì có các cái dòng như là 5040. Trước mic này thì uh, có giá tận mà 000 đô. Đó, nhưng mà nó là mic condenser thông thường cái màng của nó rất là khủng khiếp Chiếc 5047 thì sẽ có giá tận 3.500 đô cơ Đó Đấy là dòng cao nhất của 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 Audio Đó. Nhưng mà thông thường thì dòng cao như thế thì Audio Technica Người ta ít sử dụng Mà người ta sử dụng sang Telefunken, Newman Hay là gì? Manly AKG Đấy Dòng 40 vẫn là một dòng cực kỳ là vừa tiền và hiệu quả. Đây, 4040 thì hiện tại là có giá 300 đô này. 4033 thì có giá là 400 đô này. 4050 thì có giá sợ 700 đô này. 4047 thì sẽ có giá 750 đô này. 4080 thì có giá 1050, 1.050 đô này. Đấy, 4060 thì có giá là 1.800 đô. Rồi, là mình sẽ cho các bạn nghe để mò nhé. ngắt đi một cụm hoa thạch thảo em nhớ cho mùa thu đã chết rồi mùa thu đã chết em nhớ cho mùa thu đã chết em nhớ cho mùa thu đã chết đã chết rồi Em nhớ cho, em nhớ cho Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa Trên cõi đời này, trên cõi đời này Từ nay mãi mãi không thấy nhau Từ nay mãi mãi không thấy nhau Từ nay mãi cho ngài ngài là nguồn an vui cho con giữa ngàn đau thương con an tâm vững vàng bước đi dù ngàn gian nguy lòng tràn đầy sướng vui cùng ngài đời con sợ hãi chi 无法不负